Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà lại đến với Melan TV. Trong clip lần này Melan TV sẽ giới thiệu cho anh chị cùng các anh chị ngắm hai giò bà liễu rất là khủng ha. Trước mắt mọi người đây là một cái giò dendro nắng bà liễu xưa, cả ngàn hoa nở cùng lúc mọi người. Đây một giò quá khủng rồi, thì chắc chắn mình chơi lan, mình là người chơi lan mới trồng lan thì mình không thể mơ tưởng đến sở hữu một cái giò như thế này. Nhưng mà đứng trước một cái giò lan như này mình cảm thấy rất là phê luôn. Rất đã mắt và mùi hương rất là đã mũi luôn. Nghĩa là cảm giác hít mùi hương hoa này vào mình cảm thấy mình thoải mái lắm. Tuy là mình không thể sở hữu được cái giò hoành tráng như vậy thì mình có thể sở hữu một cái giò rất là nhỏ nhỏ như thế này này, cỡ 5-10 vòi hoa. Đó, mọi người thấy những một vài bông hoa lung lay trước gió thôi cũng rất là đẹp rồi đúng không cả nhà? Dendro nắng bà liễu xưa là cái dòng mà anh chị rất là đáng sở hữu. Trong clip lần này Melan TV sẽ mang lại cho anh chị một lựa chọn kinh tế hơn, nhẹ tiền hơn để mình có thể sở hữu những chậu lan bà liễu rất đẹp và rất là thơm này. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài giây nữa nha cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với Melan TV. Hôm nay Melan TV đi vườn và giới thiệu cho mọi người một cái dòng hoa dendro nắng rất là nổi tiếng ha, dendro nắng bà liễu xưa. Dòng hoa này năm cánh trắng lưỡi tím và hoa rất là thơm. Thì trong clip lần trước Melan TV giới thiệu cho mọi người cái loại chậu là chậu khủng, chậu đại ha, chậu phi 16. Thì các anh chị nào mà mình muốn tiêu tốn ít tiền hơn vào việc chơi lan thì mình có thể lựa chọn một lựa chọn nhỏ hơn, đó chính là cái chậu phi 12 này nha cả nhà. Chậu phi 12. Cho cái dòng dendro nắng bà liễu xưa thì mình vẫn có một cái chậu, cái dòng một cái chậu hoa đang trong độ trưởng thành, đang cho hoa. Chậu của nó thì nó như thế này mọi người, chậu giao cho mọi người nó sẽ như thế này. Đây ha, khoảng 2 thân. Thì để giới thiệu sơ qua mọi người một xíu về cái dòng hoa bà liễu để mình chọn cái dòng vòi hoa nào đẹp. Mọi người thấy không, đây nó nắng bà liễu, cái vòi hoa rất là mềm mại ha. Cánh hoa nó cũng mềm mại, yếu điệu ha. Nhìn nó rất là, nó hơi nữ tính một xíu. Nó có một cái dòng y chang như thế này. Nhưng mà nhìn nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mọi người thích cái dòng mà nó mềm mại như thế này thì mọi người thấy chốt bà liễu ha, dòng rất là xuyên hoa. Mọi người thấy ở đây một cái thân của nó nè, một thân nó đang vòi nè. Nhưng ở đây thì nó vẫn có những cái vòi con đang lên nè mọi người. Đó, cái vòi con đang lên ha. Vòi con đang lên. Thì như vậy là cái vòi này nở chưa kịp tàn thì cái vòi khác đã nở, tiếp tục nở rồi. Nhưng mọi người thấy cái thân này cũng vậy nè. Thân lấy lên cho mọi người xem ha. Cái thân này cũng vậy nè mọi người. Quay sát cho mọi người thấy được cái vòi đi em. Đây một cái vòi đang nở nè. Rồi một cái vòi đang lên. Một cái vòi đang nhú nữa này. Rồi những cái thân này. Đó, những cái này đang nứt nụ luôn nè. Mọi người sẽ có một, khi mọi người mua một chậu bà liễu mà bắt đầu cho hoa thì mọi người sẽ chơi hoa cầu gì 3-4 tháng, 5-6 tháng nó cũng vẫn chưa hết hoa. Rồi, nếu mọi người hãy chốt thì hãy comment số điện thoại bên dưới, mọi người nhắn đăng ký ủng hộ Melan TV nha cả nhà. Hãy tiếp tục theo dõi những clip lần sau để chốt cho mình những giò lan yêu thích nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại mọi người ở những clip giới thiệu những cái dòng lan tiếp theo.